Đà Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 1 năm 2022. Chùa Hội Á Đức cùng chính quyền địa phương trao hàng tháng hỗ trợ cho hai hoàn cảnh chú Y Hơ, cho chị gái ẩn danh ở phương xa, tài trợ là 300.000 mua hiện vật lần thứ 41, và bác Oi Minh cho chị gái ở phương xa, tài trợ là 300.000 mua hiện vật lần thứ 41. Cô cũng xin đại diện cho hai hoàn cảnh cảm ơn chị gái ở phương xa rất là nhiều. Chúc chị và gia đình bước sang năm mới luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và gia đình hạnh phúc và làm ăn phát đạt. Nam Mô Di Đà Phật. Thay mặt cho chính quyền địa phương, ở đây đỡ nhận hai hoàn cảnh do chị gái ở gia đình phương xa hỗ trợ hàng tháng, thì một lần nữa cảm ơn Hội Âu Đức chùa Đồng Phú và chị gái ở gia đình phương xa quan tâm hỗ trợ cho hai hoàn cảnh nói trên. Vẫn tìm năm mới thì kính chúc cho gia đình chị đón một cái xuân thật là đầm ấm và vui vẻ. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Hôm nay là ngày 22 tháng 1 năm 2022. Thì thay mặt cho chính quyền địa phương đến đây đã giao phần quà trị giá 300.000 mua bằng hiện vật. Tức là đây là 10 kg gạo, đây là 6 lốc sữa, đây là 2 bì bánh, bì kẹo. Một lần nữa cũng cảm ơn Hội Hô Đức chùa Đồng Phú và chị gái ẩn danh ở phương xa đã quan tâm hỗ trợ cho hộn Krai Hơ được sức. Bên thêm năm mới thì cũng chúc cho gia đình chị luôn luôn gặp nhiều may mắn và thành đạt trong cuộc sống. Và đây là ba cái bì bánh rồi kẹo, đây là của cô chủ quán bán đây tặng thêm rồi có Tết. Thì cảm ơn cô, đây xin chân thành cảm ơn ạ. Hôm nay là ngày 22 tháng 1 năm 2022, thì thay mặt cho chính quyền địa phương đến đây đã trao phần quà trị giá 300.000 đồng do chị gái ông dân ở phương xa hỗ trợ cho ông Minh. Thì 300.000 đồng mua bằng hàng vật, tức là 10 kg gạo và đây là các loại bánh kẹo Tết cho ông. Thì thay mặt cho chính quyền địa phương cảm ơn Hội Hô Đức chùa Đồng Phú và chị gái ông dân ở phương xa. Thì bên thềm năm mới chúc cho gia đình chị luôn luôn gặp nhiều may mắn và thành đạt, đố mộc đến đất thật là an lành và vui vẻ bên gia đình. Xin cảm ơn chị rất nhiều.